Ăn thịt chó có nên hay không? Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là lần thứ hai mà Rugby nói về cái vấn đề ăn thịt chó này. Bởi vì sao? Bởi vì là gần đây ấy, thì Rugby có tham gia cái TikTok với một cái kênh TikTok cùng tên Rugby. Và mình thấy là ở trên các cái bình luận video ấy, thì lại bắt đầu xuất hiện những cái bình luận theo kiểu là thích chó theo cân, hay là chó mà hư hay là thế này thế kia thì chỉ có cho vào nồi. Thì mình lại phải bỏ thời gian ra để mình xem lại xem nào. Cái ăn thịt chó này nó ở Việt Nam mình nó có từ bao giờ? Nó có phải là một cái món ăn mà từ thời các cụ ngày xưa để lại hay không? Thì nó phát hiện ra một số thứ rất là đáng để mà mọi người rất là đáng để chúng ta suy nghĩ. Như mình đã nói trước ấy, mình không ăn thịt chó. Trước đây khi mà còn nhỏ chưa có suy nghĩ gì thì không có nghĩ gì cả. Chó nó là một loại thực phẩm đơn giản là như vậy thôi. Thành ra là thực phẩm mà ở quê mình ở Thái Bình, nó là cái trung tâm của thịt chó hay là thịt mèo ở Thái Bình. Khi mà lớn lên có cái suy nghĩ của mình thì mình chỉ nghĩ như này này. Một là khi mà mình nuôi chó ấy, mình mất một con chó nó ốm đau, nó chết hay là nó mất hay như thế nào đấy, nhà mình thì bị chết chó thôi, thì nó đau buồn. Cái sự đau buồn mà mình trải qua thì những cái người mất chó nó cũng như vậy thôi. Là cái sau cái việc đấy là mình không ăn thịt chó nữa. Còn cái suy nghĩ khác là còn rất nhiều loại thịt để ăn. Rất nhiều loại thịt để ăn. Đầu tiên đấy là một cái con chó ở trên bàn chúng ta ăn, có thể nó là một con chó mà một cái nhà nào khác người ta nuôi và người ta bị bắt trộm, người ta đau buồn vì nó. Hai nữa là có rất nhiều thứ khác ngon để chúng ta, chứ không chỉ có cái món thịt chó. Và khi mà mình tìm hiểu ấy về cái gọi là cái lịch sử của người Việt Nam, cái món thịt chó ở trong cái lịch sử người Việt Nam thì nó có từ bao giờ, thì nó có một cái bất ngờ các bạn ạ, là cái món thịt chó ở trong lịch sử Việt Nam ấy, mà nhiều người hay có một cái câu gọi là cái món các cụ để lại thế này thế kia, không phải đâu các bạn. Cái thịt chó ở trong cái văn hóa của người Việt Nam nó do người Hán người ta đưa sang, nó là cái văn hóa của người Hán, của người phía Bắc của Trung Quốc, chứ không phải là người phía Nam Trung Quốc nhá. Phía Nam Trung Quốc Bách Việt cùng một cái gốc với người Việt Nam, nó là của người phía Bắc của Trung Quốc. Còn ở trong lịch sử Việt Nam ấy, thì nếu mà với các bạn mình chia sẻ với các bạn một chút, mà các bạn nghĩ là cái món thịt chó nó là một cái món cổ truyền của dân tộc Việt Nam thì các bạn sai hoàn toàn nhé. Ở trong các cái di tích mà người ta nghiên cứu về người ở Hòa Bình cách đây 7.000 năm, hay là rất nhiều những cái khảo cổ khác, thì con chó nó đều là bạn của con người. Con chó nó được chế tác ở trên cái châm cài đầu, hay là con chó nó được đúc ở trên cái chuôi cái thanh kiếm. Con chó cùng với người ở cùng một chỗ, hay là con chó cùng với người đi săn thú, hay là con chó nó đi cùng với người ở trên các cái thuyền gọi là theo kiểu gọi là xuất trận đi, hay là theo kiểu chiến thắng khải hoàn, nó đều có cái con chó ở trong đấy. Và người Việt Nam về tôn giáo, đạo cổ truyền lâu đời là đạo Mẫu, thì người ta cấm ăn thịt chó mọi người nhé. Và có một cái dân gian mà chúng ta có thể rất là dễ dàng chúng ta thấy được là gì, là siro đây này, là khi mà người ta muốn nói về một cái, giả sử như là bên Phật đi, bên Phật giáo đi, khi người ta muốn nói một cái ông sư xấu xa nào đấy là rất là xấu xa, thì người ta nói là sư ăn thịt chó. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc ăn thịt chó ấy, chứ người ta không nói ăn thịt các loại khác, chỉ sư ăn thịt đã phạm chay giới rồi, nhưng người ta lại nói là sư ăn thịt chó.
Bởi vì cái thịt chó nó ghê gớm, nó rất là nặng. Ở trong cả đạo Phật, ở trong cả đạo Mẫu, là cái đạo gốc của người Việt Nam. Còn mình thì mình cũng không theo đạo Phật, mình cũng không theo đạo Mẫu, mình theo đạo Thiên Chúa. Ở đạo Thiên Chúa thì không có nói gì về cái việc là ăn hay là không ăn, mọi người. Nhưng nó có một cái là đối xử với mọi thứ bằng cái sự yêu thương. Thì cái con chó, cái đặc điểm của nó là gì? Nó yêu chủ nó cơ bản. Nó yêu chủ, nó trung thành với chủ, và chủ nó là số 1, chủ nó là trên hết. Thì nỡ đằng nào mà chủ này ăn thịt nó. Đấy là ở chỗ nào cũng thế. Và cái con chó ấy, nó là ở Việt Nam, trong cái văn hóa người Việt Nam ấy, nó còn được thờ. Chó đá giữ làng, chó đá giữ đình, chó đá giữ mộ. Và con chó đá ở Việt Nam nó khác với con chó đá ở bên Trung Quốc nhé. Con chó đá ở Việt Nam là có bát hương, con chó đá ở bên Trung Quốc không có bát hương. Đấy là cái sự khác biệt của cái người Việt gốc và cái người Hán, người Trung Quốc bây giờ. Bây giờ thì người ta gọi chung là người Hán, chứ còn nó có rất nhiều cái tộc người. Chứ còn thực ra ở phía Nam Trung Quốc bây giờ nó cũng không phải là người Hán đâu mọi người, nhưng nó bị pha trộn. Chứ người Hán là chỉ là một cái tộc người ở phía Bắc Trung Quốc. Còn phía Nam Trung Quốc với người Việt chúng ta nó là cùng một cái nguồn gốc Bách Việt. Thì mình nói ở đây là để các bạn, nếu các bạn có cái tinh thần dân tộc, các bạn hay lôi cái việc mà các cụ cái truyền thống Việt Nam thế này thế kia, món ăn truyền thống, rồi nhiều dinh dưỡng, rồi giải đen hay là này kia. Không có giải đen. Giải đen đấy là cái câu chuyện mà người ta nói cho nó vui, chả có cái gì chứng minh cái việc con chó nó giải đen cả. Thì các bạn mà dựa vào những cái đấy mà là thể hiện các bạn cũng có tí dân tần, tinh thần dân tộc, thì các bạn phải suy nghĩ lại nhé. Cái tinh thần dân tộc của các bạn nó đang bị sai rồi. Cái đấy là cái tinh thần dân tộc của người Hán, không phải tinh thần dân tộc của người Việt đâu. Người Việt là trên cái trống đồng, trên các cái văn hóa từ thời cổ đại, là người ta có cái hình một cái người gọi là đầu búi cao, là cái kiểu ngày xưa, tức là người cũng là quyền thế. Và hai tay người ta đặt lên hai con chó ở hai bên, là người ta đặt lên rất là thân thiết, tức là cái kiểu như thế. Mọi người biết là cái sự gần gũi như thế nào. Cái con chó ở trong cái văn hóa của người Việt nó rất là gần gũi. Chỉ khoảng tầm 100 năm, hơn 100 năm trở lại đây thôi, thì cái phong trào thịt chó nó mới lên. Nên mọi người đừng sai lầm nhé. Kể cả nếu mà các bạn mà khoảng từ 35-40 tuổi trở lên đi, thì các bạn hãy nhớ lại khi mà các bạn còn nhỏ, có mấy khi các bạn thấy có món thịt chó không? Cũng vẫn rất nhiều con chó là chết chôn. Kể cả bây giờ thì cũng vậy. Nhưng ngày xưa thì nó còn, ngày xưa là cái việc mà nuôi chó là toàn thả thôi, chứ đâu có ai xích, chẳng có nhà ai xích chó cả, chỉ có thả thôi. Và cái con chó nào thì nó ở nhà con chó đấy. Thế nhưng mà cũng chả có bao giờ có cái chuyện là mất chó hay này kia. Cái việc thịt rất ít khi xảy ra. Trong vài chục năm trở lại đây, nếu mà theo mình xem các cái sách vở mà người ta ghi thì người ta nói là gì, năm 1930, cách đây 70 năm đi, 80 năm, ở cả cái Hà Nội chỉ có 3-4 quán thịt chó, mọi người biết. Còn các nơi khác thì nó gì hơn. Thời ngày xưa người ta ăn thịt chó ok, nó bởi vì ngày xưa người ta rất là khó khăn. Cái đồ ăn nó không có, nó không có cái gì để ăn cả. Đói thì người ta tận dụng, ok, con chó này nó thế này, con chó này nó thế kia, hay kể cả con chó này nó chết rồi, nhà này nuôi không nỡ ăn, có thể cho những cái chỗ khác để người ta ăn. Đấy là cái sự tận dụng, chứ nó không phải là cái con chó nó sinh ra không phải để làm thịt. Và mình lại cũng nghe một cái lập luận của mấy cái bạn mà không hiểu, là các bạn ấy xem thông tin ở đâu mà các bạn ấy nói là lịch sử của con chó là con chó ban đầu người ta thuần hóa để nuôi thịt. Nhảm nhí, quá nhảm nhí các bạn. Con chó ở trong tất cả các cái quốc gia trên thế giới này, đầu tiên người ta thuần hóa nó là để nó giữ nhà và đi săn thú cùng với lại người, chứ không phải để nuôi thịt. Thì cái con chó thương phẩm, cái câu chuyện của các bạn đấy là các bạn thích ăn thịt chó, nhưng đấy là cái việc ăn thịt chó hay không, nó là quyền của mỗi người nhé, suy nghĩ của mỗi người.
siro này này, siro đây có phần to này, đây là các ông mà ăn thịt chó thì các ông nhìn có biết bao nhiêu mâm siro này này. Đấy, nằm gọn đây. À, cái việc mà có ăn hay không ấy, thì nó là quyền của mỗi người, nhưng mà mình chỉ có một cái đấy là mình nói là về cái vấn đề tâm linh mà nói, là cái vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng, thì mọi người hãy suy nghĩ nhé. Đạo mẫu của Việt Nam là cái đạo cổ của Việt Nam, là người ta cấm không ăn thịt chó. Thịt chó là cái thứ mà bị cấm ghê gớm nhất. Đạo Phật thì cũng thế, ít nhất là đạo Phật ở Việt Nam, đạo Phật thì kiêng chay, kiêng thịt. Nhưng mà người ta nhắc đến một cái nhà sư, mọi người phải nhớ ở trong dân gian, nhắc đến một cái nhà sư mà ý muốn nói là cái nhà sư này xấu xa, thì người ta nói là sư ăn thịt chó ấy. Mọi người nhớ nhé, thịt chó nó là cái điều đại kỵ nếu mà nói về cái tín ngưỡng văn hóa. Và cái thứ hai nữa là khi mà ăn thì mọi người động não một tí. Nếu mọi người còn có cái khả năng suy nghĩ thì hãy động não một tí, có hai nguyên nhân thôi. Một là có rất nhiều thứ để ăn ngon hơn, bổ dưỡng hơn. Hai là cái thịt chó mà mình ăn có thể nó có một cái sự đau khổ cho cái người đang mất cái con chó. Còn cũng có những cái ý kiến cho là gì, là nếu không ai ăn thịt chó nữa thì chó nó sẽ nhiều lắm, nó lan tràn hay là thế này thế kia. Xin lỗi các bạn cứ không ăn đi. Từ ngày xưa người ta vẫn không ăn mà, cũng chẳng có lan tràn. Khi ấy người ta sẽ điều tiết theo kiểu khác. Còn đấy là nói là cái con chó nói chung, chứ nó cũng không phải là tất cả nhé. Có những cái con chó mà nó bị thần kinh thì tất nhiên là phải tiêm tử nó rồi, trợ tử nó rồi, chôn như hay là như thế nào, loại bỏ nó ra khỏi cái cuộc sống này. Là có những con chó nó bị lỗi thần kinh hay nó bị bệnh thế này thế kia, nó truyền nhiễm, nó có thể lây cho con người, nhưng chứ không nhất thiết phải thịt. Và cái số lượng chó đấy nó rất là ít chứ nó không có nhiều. Là mọi người suy nghĩ, nếu mà mọi người xem, mọi người suy nghĩ, bởi vì là hôm nay bây giờ là 12:15 này, 12 giờ đêm mọi người nhé, 12:15. Đọc mấy cái bình luận ở trên TikTok lúc vừa lưu vi rồi mất công vào tìm hiểu. Bởi vì thực sự mà nói thì khi mà đọc những cái bình luận đấy thì ở trên, trong cái quan điểm của mình thì thực sự mà nói là mình không có chấp, nhưng mình thấy thắc mắc một cái điều mà tại sao những cái tiếng nói như thế nó lại nhiều cái tiếng nói theo cái kiểu như vậy, và người ta cảm thấy tự hào về cái điều ấy. Mình theo như mình thì nó chỉ, cái đấy nó xuất hiện ở cái tuổi trẻ, nó còn rất trẻ đấy. Nó chưa có cái suy nghĩ, tuổi trẻ thì nó rất là vội, nó chưa có một cái sự suy nghĩ đi và suy nghĩ lại, thì có thể nó thấy là một cái hay ho. Chứ còn nếu mà mình nói với các bạn này, nếu mà nói về ăn ấy, về gọi là dạn ăn, thì cái gì mình ăn, những cái món mà mọi người có thể thấy ghê mình đều ăn cả. Ở Thái Bình thì món gì cũng ăn, thịt chuột rồi thịt nhái rồi thịt cóc, từ ngày nhỏ đã ăn nhé mọi người nhé. Chó mèo rắn tất tật không tha cái gì cả. Và khi mà không nghĩ gì, cái ngày còn trẻ thì ăn cái gì cũng ngon, cái gì ngon chứ không, chứ không phải người ta nghe nó có vẻ nó có thịt chó nó đặc biệt thế này thế kia. Thịt nào chả ngon, chúng ta chọn ăn hay không ăn và chúng ta suy nghĩ như thế nào. Nếu mà chúng ta nghĩ đến cái con chó mà chúng ta nuôi, nhất là những người mà đang nuôi chó, chúng ta suy nghĩ đến con chó mà chúng ta đang nuôi, khi mà sơ sẩy ra nó bị bắt trộm và người ta thịt nó đấy cũng trên bàn, cũng cái mâm như thế này rồi chúng ta ăn đấy, các bạn nghĩ như thế rồi các bạn hãy ăn. Thì nếu mà các bạn mà ăn cảm thấy ngon miệng thì thôi miễn bàn, các bạn mà cảm thấy ngon miệng thì miễn bàn. Còn mình lại thấy có một số bình luận tranh luận về cái việc ăn thịt chó hay không ăn thịt chó, thì có lại có một cái ý kiến của một cái người mà mình cứ nhớ mãi mình buồn cười. Cái không biết là đấy là nam hay là nữ,
Nhưng mà người ta nói này như thế này chứ. Tôi là một cái người rất là yêu động vật nhưng tôi lại thích ăn thịt chó. Tôi là một người rất yêu động vật nhưng mà tôi lại thích ăn thịt chó thì chịu rồi. Thì tôi không hiểu yêu động vật cái này cái kiểu gì rồi, đúng là cái kiểu gọi là yêu động vật theo theo cân và theo lạng. Cái thể loại yêu động vật cái kiểu gì. Còn lại có những cái ý kiến cho là gì? Ông bảo ăn thịt chó như thế thế thì ông đừng ăn thịt lợn, ông đừng ăn thịt bò, ông đừng ăn thịt gà nhé. Các bạn, hai cái này nó là hai cái nó khác nhau hoàn toàn nhé. Con lợn với con bò không có ai nuôi nó theo cái kiểu là nuôi ở cùng với người cả. Và con lợn với con bò nó không tương tác với con người như con chó. Nó khác nhau hoàn toàn. Bạn đi đâu xa về không có con lợn hay con bò nào nó ra vậy, nó vẫy đuôi, nó chào bạn, nó xoắn xuýt, nó vui mừng. Thì đừng so sánh hai con với nhau. Bởi vì cái đấy nó khập khiễng. Còn thịt gì thì cũng ăn, nhưng nó có cái lại một số vài người bảo là con lợn bây giờ người ta cũng nuôi làm cảnh với này kia, có số ít thì những người nuôi lợn đấy người ta có thể người ta sẽ không ăn thịt lợn. Ok. Còn bình thường mà nói thì thịt lợn là người ta nuôi nó cách xa con người, nó không có cái sự tương tác gần gũi. Và chắc chắn một điều là nó không có cái sự trung thành, nó không có cái tình yêu chủ, nó không có sự trung thành như là giống chó. Để mọi người tách hai cái giống với nhau, cái sự khác biệt của nó lớn nhất là cái sự khác biệt về cách tương tác với người. Nó cũng có thể quý con lợn, nó cũng rất là khôn nha mọi người nhé, chứ không phải không đâu. Nhà mình cũng nuôi lợn cái đấy, và mình là người trực tiếp nuôi sao mình không biết. Và thực sự mà nói, nếu mà là một cái người nuôi lợn, nhất là những con lợn đẻ, thì nuôi một thời gian rồi không nỡ thịt nó đâu, là mình khẳng định với các bạn điều ấy. Bởi vì con lợn nó cũng có cái trí khôn của nó, ít nhất là gì, khi mà nó nuôi con ấy, người lạ vào là nó săn nó cắn nha mọi người nhá. Người quen vào, người nhà vào nó mới cho vào sờ vào con nó, chứ còn không mà nó săn nó cắn chứ không phải không đâu. Nhưng cái sự tương tác của nó rất là hạn chế và nó không như con chó là nuôi gần người. Cái sự tương tác nó khác biệt nhau ở cái mức độ hoàn toàn khác nhau luôn. Thì các bạn đừng so sánh giữa các con vật đấy với nhau. Còn bất kỳ ai có thể là không ăn thịt lợn, con người không ăn thịt gà, cái người ăn chay thì người ta chẳng ăn thịt con gì cả, người ta chỉ có ăn thực vật. Và thực sự mà nói là nếu mà ăn chỉ có ăn, ai mà làm được cái việc mà chỉ ăn thực vật là tốt, bởi vì cái đấy tốt cho sức khỏe. Từ ngày xưa cho đến bây giờ thì khoa học người ta chứng minh ở trong thực vật nó có tất cả các thứ mà con người cần, không cần phải đi ăn thịt. Nhưng mà đấy là cái nhu cầu dinh dưỡng rồi rất nhiều thứ, rồi cái thói quen rồi cái sở thích, thì chúng ta có rất nhiều cái con vật mà chúng ta nuôi để ăn. Nhưng mà đừng xếp chung nó với con chó, mình nói con chó thôi, con mèo nó cũng rất là khôn và nó rất gần người, nhưng mà con mèo nó vẫn không gần người bằng con chó. Nhưng mình đang nói con chó ở đây. Còn như khi mà mình mà đã nuôi một cái con chó rất là gần rồi, chỉ cần một con thôi mọi người nhé, thì mọi người nuôi một con chó rất là gần thì mọi người sẽ cảm nhận được. Nếu thực sự mọi người nuôi là một cái người coi cái con chó đấy, thực sự mọi người yêu quý một cái con chó nhé, thì mọi người sẽ không nỡ để ăn thịt một cái con chó khác. Đấy nó là một cái sự gọi là trân trọng cái con chó của mình. Còn một số cái người, không phải một số đâu, nó cũng là một số đông. Những anh em, các bạn, các anh chị em là những nhà nhân giống, là những cái người nuôi chó giống để mà sinh sản là những con chó con để bán cho mọi người, thì mình để ý là cũng có rất nhiều người ở trong đấy là vẫn ăn thịt chó. Và nghe chừng có vẻ cũng tự hào với cái điều ấy lắm. Thì mình nói nhỏ với các bạn này, là khi ấy mà các bạn là một cái người nhân giống chó và các bạn nuôi con chó như một con lợn, thì các bạn sẽ chỉ nhận được một con lợn thôi, dưới hình dáng một con chó thôi. Bởi vì các bạn không gần gũi với một con chó, các bạn không cảm nhận được nó, các bạn không coi nó là một cái con vật mà nó hiểu mọi thứ tương tác với mình, là cái đặc tính của con chó nó như thế.
thì các bạn làm sao tạo ra được một cái con chó? Các bạn sẽ chỉ tạo ra được những con chó ngu ngơ, nó thế này thế kia. Bởi vì các bạn nuôi nó như nuôi một con lợn thì làm sao các bạn tạo nó ra một con chó được? Là cái cách tương tác nhé. Cái con chó nuôi nó không phải là ngày ăn ba bữa như con lợn, hay là bây giờ người ta nuôi là ăn cả ngày, thích ăn lúc nào thì ăn. Nhưng tôi đảm bảo các bạn, nếu các bạn nuôi chó theo kiểu như thế, nó sẽ không bao giờ các bạn có được những con chó thông minh, nhanh nhẹn và hiểu ý. Bởi vì nó có được tiếp xúc đâu. Nó không được tiếp xúc thì nó không được học, mà nó không được học thì nó ngu ngơ. Kể cả cho dù tổ tiên, ông bà, bố mẹ của nó có thông minh đến thế nào thì chăng nữa, thì đấy là một cái mà nếu các bạn muốn, các bạn làm những cái người nuôi chó giống, tất cả các giống chó, không riêng gì cái giống Rottweiler, mà nếu các bạn vẫn còn ăn thịt chó, thì các bạn hãy suy nghĩ lại. Nếu các bạn muốn là một cái người nhân giống tạo ra những con chó tốt, thì các bạn phải là cái người hiểu rõ, cảm nhận được con chó và trân trọng nó trước đã. Và các bạn phải nuôi nó như nuôi một con chó thì mới tạo được ra những con chó giống tốt được. Nó có một cái đặc điểm mà mọi người có thể nhìn thấy ở tất cả các con chó con của trại nhà mình, là mọi người sẽ thấy là các cái con chó con nó có một cái độ nhanh nhẹn, một cái hồn. Mọi người có thể cảm nhận được, nếu mọi người là cái người yêu chó, thì một, nó là cái di truyền gen. Rồi những con giống là mình nhập, là mình lựa chọn những con giống di truyền gen tốt và ít nhất thông minh, khỏe, chuẩn giống thì đương nhiên rồi. Nhưng cái thứ hai nữa là nó do cả cách chăm sóc nữa. Từ cái việc tiếp xúc với con chó bố chó mẹ ra đến con chó con chó bố chó mẹ nó sẽ dạy con chó con mọi người nhé, chứ không phải không. Cái tương tác, bởi vì cái tương tác là con chó, cái giống chó nó học được của con người, con bố con mẹ nó học được của con người. Nó trong cái lúc nó chơi với con chó con, nó sẽ dạy cho con chó con, và trong cái quá trình chăm sóc thì cái con chó con nó cũng được tiếp xúc với người. Mọi người phải nhớ điều như thế. Cho nên là cái con chó nó luôn luôn, mọi người sẽ thấy những cái con chó mà mình nuôi, nó sẽ có một cái toát lên một cái thần thái nào đấy mà mọi người sẽ cảm nhận là à, con chó này nó rất là dễ thương, nó thông minh, nó thuần. Cái con chó nó nhanh nhẹn, nó hiểu ý. Hay là những con chó to thì đương nhiên nó hiểu ý rồi, và con chó nó thông minh lắm. Mà cái sự thông minh ở cái việc học con người ấy, là cái giống chó là nó là cái giống cực kỳ thông minh. Học của con người nó cực kỳ thông minh. Người ta xếp IQ của con lợn là người ta đánh giá là không biết là có một cái, không biết là nó có chính thống hay không, nhưng mà mình cũng nghe thấy báo chí nói, nhiều khi báo chí thì nó là những cái báo chính thống nhưng mà lại toàn đưa những cái bài vớ vẩn, chả có cái này. Nhưng ở trong ít nhất là trong cái bài mình thấy có một cái bài nói là cái con lợn nó thông minh hơn con chó, xếp IQ nó thông minh hơn là cái giống chó. Nhưng mà cái điều ấy thì mình nghĩ là nó cũng không phải đâu, nó thông minh ở một khía cạnh nào đấy thôi. Bởi vì thông minh ấy, nó chia ra làm rất nhiều kiểu thông minh. Chứ bản thân ở trong giống chó nhé, nó đã chia ra 3 loại thông minh khác nhau rồi. Một là cái thông minh học, tức là thông minh học theo, là cái thông minh khi mà cái những con chó nó ở gần người, nó tiếp xúc, nó học theo và nó hiểu ý và nó đáp trả lại. Hai là cái thông minh bản năng, là dành cho những cái giống chó mà nó thông minh khi mà nó thích nghi với điều kiện môi trường săn bắt, leo núi, rồi thế này thế kia, săn mồi. Đấy là cái thông minh, đấy là cái thông minh bản năng nha mọi người nhé. Hai, nó là hai cái thông minh khác nhau hoàn toàn nhé. Còn cái thông minh thứ ba nó là cái thông minh gì, nó có ba cái thông minh. Cái thông minh thứ ba thì trong một cái video mình đã nói rồi nhưng mình quên mất rồi. Nhưng đấy là mọi người sẽ biết là trong cái thông minh nó có ba cái loại thông minh rồi. Thì cũng không biết là cái con lợn thì nó thông minh hơn con chó ở cái gì thì mình cũng không biết. Nhưng mà ít nhất là cái tương tác với con người thì nó sẽ kém thông minh hơn con chó rất nhiều. Cho nên là mọi người mà có cái suy nghĩ là bảo là cái gì mà không ăn thịt chó thì cũng đừng ăn thịt lợn nữa, là hai cái đấy nó khác nhau hoàn toàn, cái sự tương tác với nhau. Messi lên đây, Messi ơi. Messi. Siro lên đây. Đấy, con lợn nó không làm được cái điều ấy đâu. Con lợn gọi nó không làm được cái điều ấy. Siro ngồi đây. Xin đây. Nắng chỉ cố chị. À, ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống.
Một số người thì lại bảo là cái gì, cái việc con chó nó mừng chủ nó là bản năng. Cái ông bị ấm đầu thì cái ông mới nói như thế, mừng chủ mà lại là bản năng, bản năng mà lại mà nó lại phân biệt được lại chủ với lại người ngoài. Sau cả mấy năm trời nó không việc phân biệt được chủ với người ngoài mà nó vẫn nhớ được chủ với người ngoài. Hay là cái biểu cảm của nó khi mà gặp chủ nó khác hoàn toàn với biểu cảm khi mà nó gặp một cái người, giữa những cái người mà nó yêu quý mức độ khác nhau, cái biểu cảm của nó khác nhau hoàn toàn về cái độ phấn khích của con chó khi mà nó gặp. Cái việc mà chủ đi xa nhà vài ngày quay về, con chó nó phấn khích, nó vui mừng, nó chào đón, nó lên một cấp độ hoàn toàn khác với cái việc sáng đi tối về. Nó vẫn mừng, nó vẫn phấn khích nhưng nó sẽ không như là nó đi rất nhiều ngày. Và cái con chó nói là gì, có nhiều thứ khi mà mình nói với nó, bảo nó cái này bảo nó cái kia một cái câu rất dài nó vẫn hiểu. Người ta đã nghiên cứu là cái trí tuệ của con chó là nó tương đương với một đứa trẻ dưới 10 tuổi, những cái giống chó khôn, kể cả chó ta nha mọi người nhá, những con khôn là nó hiểu ý đấy chứ không phải không đâu, không phải là chỉ là chó Tây. Chó ta thì là nó không có cơ hội phát triển, bởi vì là người ta giết thịt rồi này kia. Cái con chó mà nó muốn được phát triển, nó muốn phát triển được nó phải được ở gần người nhiều đời liên tiếp, rồi người chọn lọc giống rồi này kia. Những con khôn thì con của nó giữ lại, không là lại đẻ ra con khôn lại giữ lại nhiều đời nhiều đời, thì dần dần nó mới càng ngày nó càng thuần, càng ngày nó càng hiểu ý, chọn lọc tốt dần lên. Chứ còn đời này nó khôn nhưng mà nó bị thịt rồi thì làm gì còn đời sau đấy. Đấy là cái việc là với con chó ta. Như đây thì hôm nay nói về tiện là có cái tiện là có cái kênh TikTok của LGV, thấy rất nhiều bình luận, chắc có lẽ nó phải chiếm 20%. Với mình đã thấy như thế là rất nhiều rồi. Tức là 10 người có 2 người bình luận theo cái kiểu là thịt chó cho hư thì cho vào nồi, với lại yêu chó nhưng không có điều kiện cho nên là mua theo lạng với theo cân, siro nắm hả? Được rồi, nắm đây, chịu nắm tí. Thì nói về cái thịt chó và chia sẻ với mọi người thêm những cái tài liệu mà người ta nói, lịch sử người ta ghi lại về cái thịt chó ở trong cái dân tộc Việt Nam mình có tinh thần dân tộc. Thì hãy nhớ là cái món thịt chó này do người Hán đưa vào Việt Nam, nhớ là như thế. Người Việt Nam ấy, đạo mẫu ấy là cấm tuyệt đối ăn thịt chó. Bởi vì sao? Bởi vì con chó là bạn, con chó là trung thành, đừng có phản bội nó. Là với cái giống chó, với đạo mẫu là cái đạo cổ, đạo lâu đời của người Việt Nam, Tam Tòa Thánh Mẫu ấy, chó đá được thờ. Và đạo Phật thì cũng là ăn chay, là cũng nhắc đến cái nặng nề nhất là cái thịt chó, bởi đấy là cái sự phản bội. Này, nó tin nó yêu nó tin nó yêu nó bảo vệ, nó coi cái nguy hiểm của chủ, nó quên cả cái bản thân của nó để nó bảo vệ mà nỡ thịt nó. Thì nó gọi là nếu mà nói về cái hồi báo thì nó sẽ như thế nào. Đấy, nó là một cái mà mọi người sẽ phải cân nhắc đến cái việc ăn thịt chó, cân nhắc nha mọi người nhé. Nếu mà bạn là một cái người định nuôi chó, đang nuôi chó, đang định, thì hãy cân nhắc. Nếu đang ăn thì bỏ đi, bỏ đi, còn nhiều thứ ngon lắm, còn rất nhiều thứ ngon chứ không chỉ có cái thịt chó. Mà bỏ đi, ăn nên là đang ăn cái sự đau khổ của người khác, mà nó nghĩ cho cùng thì nó cũng không phải cái gì hay ho cả. Còn ăn mà không nghĩ gì thì nó là thực phẩm thôi. Nhưng mà suy nghĩ về cái giống loài thì cái giống chó nó như thế mà ăn nó làm gì? Nếu có suy nghĩ thì hãy cân nhắc và quên cái
quên cái gọi là truyền thống người Việt Nam ăn thịt chó đấy nhé. Rất nhiều bạn là dựa vào cái truyền thống ở các cụ để lại, với cái gì cái ông nhà văn gì ông ấy bảo là cái gì sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, cái gì xuống âm phủ biết đâu lại còn. Cái ông đấy là ông cũng mới chỉ viết cách đây mấy chục năm thôi, chứ chả có các cụ là viết như thế cả. Không có cụ nào viết thế cả. Các cụ còn đang thờ chó đá, các cụ đạo mẫu, các cụ cấm không ăn thịt chó. Các cụ trong cái chống giặc ngoại xâm, ông Nguyễn Xí, ông ấy huấn luyện một cái đội quân chó, ông ấy cho chó đi trước để mà quấy rối quân địch, sau đấy thì quân ta mới đánh. Đấy, cái đấy là cái mà nên nhớ để mà tự hào. Còn cái thịt chó là theo cái người Hán đưa vào Việt Nam, theo người Hán, người Việt gốc, văn hóa người Việt là không ăn thịt chó. Còn tất nhiên khi mà nó đói quá rồi, giữa sống hay là chết đói, một là chết đói, hai là ăn thì sống, thì thường người ta sẽ chọn ăn, thường là người ta sẽ chọn ăn, và cái đấy hoàn toàn thông cảm được trong cái trường hợp như thế. Thịt người người ta còn ăn nên là thịt chó, nếu mà giữa sống và chết. Ở bên Trung Quốc người ta có ghi lại là những cái thời kỳ đói mà người ta còn ăn cả thịt người để sống nữa các bạn ạ. Mà ở đâu cũng thế thôi, sinh tồn. Thì những trong những tình huống như thế thì đừng có bàn đến. Còn bây giờ tình huống bây giờ chúng ta bàn đến là chúng ta có thiếu đồ ăn không? Đấy, rồi chúng ta cân nhắc đến cái việc là có ăn thịt chó hay không. Suy nghĩ và cân nhắc. Không, mình không nói về cái chuyện văn minh hay không văn minh, mà tự mọi người cân nhắc cái việc ấy. Còn mình nói là như thế này này, khi mà một người đã suy nghĩ thông suốt về cái việc ăn hay là không ăn thịt chó, thực ra nếu mà không còn cái gì để ăn mà không ăn thì chết đói thì ăn thôi, chứ nó cũng không có cái gì cả. Khi ấy câu chuyện nó khác, mình không có nói đấy. Nhưng khi nó có cái sự lựa chọn, mình đang nói ở đây là khi có sự lựa chọn ăn hay không ăn thì mọi người hãy cân nhắc. Thì khi mà một người người ta đã cân nhắc ở cái việc người ta không ăn thì người ta nhìn thấy những cái người mà ăn ấy, cái cảm tưởng nó cũng không có được tốt lắm. Một là việc người ta sẽ suy nghĩ là, một là việc ai người ấy làm, ai ăn thì ăn mà ai chẳng ăn thì thôi, không liên quan đến mình. Nhưng quay ngược lại thì nếu mà người ta chỉ cần nghĩ sâu hơn một tí, người ta sẽ nghĩ là ông này ông nghĩ cái gì mà ông ăn thịt chó nhỉ, hay là cái con bé này nghĩ cái gì mà ăn thịt chó nhỉ, nó không biết thương con chó, nhà nó không nuôi, ok bỏ qua, người già bỏ qua, bởi vì người ta không suy nghĩ về những cái việc đấy nữa. Nhưng nếu mà người trẻ năng động nhanh nhẹn đấy, nó nuôi chó mà nó vẫn ăn, nhà nó nuôi chó mà nó vẫn ăn, thì câu chuyện nó hoàn toàn khác nhé. Là nó thể hiện là, một là cái con người là nó không có cái suy nghĩ gì cả, không có cân nhắc, không có suy nghĩ. Hai là vô cảm vô tâm. Vô cảm mọi người nhé. Một là vô cảm, hai là vô tâm. Vô tâm là không để ý, cứ làm thôi, không có nghĩ gì cả, cứ ăn thôi, không có nghĩ gì cả. Thì những cái đấy thì nó cũng không phải là những cái gì hay ho tốt đẹp. Và mình không nói ở đây là cái việc nó xấu, nó ghê gớm, nhưng nó việc là nên hay không nên. Nó không xấu, nó không ghê gớm, bởi vì rất nhiều người ăn người ta không nghĩ cái gì cả, người ta là những cái người vô tâm. Còn những người nghĩ mà vẫn ăn thì người ta là cái người vô cảm. Hai cái đấy là nó khác nhau có một chữ thôi, nhưng mà nó khác biệt nhiều lắm. Xin phép mọi người uống tí nước, nói nhiều quá. Thì đấy, để mọi người suy nghĩ một chút. Ở cái video trước mình chia sẻ lần đầu tiên về cái việc là chia sẻ cái video ba cái lý do mà mình bỏ không ăn thịt chó nữa. Vừa mình sinh ra ở Thái Bình, miền Bắc, là nổi tiếng với lại cái việc ăn thịt chó, thịt mèo.
và tất cả các loại thịt khác, chứ không có riêng cái thịt nào. Từ bé nó nên ăn, và sau đấy có cái suy nghĩ rồi thì mình bỏ, mình không ăn nữa. Là rất vui là sau cái video đấy thì cũng có rất nhiều anh em, chị em có nhắn tin bảo mình là trước đây em cũng không có suy nghĩ gì cả, nhưng em xem xong cái video của anh thì em không ăn thịt chó nữa. Chứ trước đây em cũng không nghĩ gì cả, mà vô tâm thôi, coi nó là một loại thực phẩm và không có suy nghĩ gì cả. Không phải con chó của mình, chó hàng xóm hay là gì đấy, và không nghĩ gì đến cái đoạn sau, miễn là cứ có thịt chó đưa lên đây là ăn. Và nó là một cái thói quen từ những cái lớp người đi trước, hay là từ cái xu hướng của địa phương, là cứ thế là ăn thôi. Nhưng sau khi xem em nghĩ lại thì em quyết định không ăn nữa. Đấy là sự lựa chọn của người, và mình vui vì cái video ấy đưa lên có rất nhiều người đã lựa chọn lại, suy nghĩ, cân nhắc và lựa chọn, và lựa chọn lại là không ăn nữa. Và cái đấy là tốt cho cả mọi người, cái đấy là tốt cho mọi người đấy, chứ không phải không đâu. Cái tâm linh nó luôn là một cái là chắc chắn tồn tại. Về mặt tâm linh, ít nhất nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của chúng ta, và nó ảnh hưởng cả đến suy nghĩ của mọi người xung quanh về chúng ta. Cái đấy là cái thực tế, nó không phải là cái tâm linh nữa. Khi mà chúng ta ăn thịt chó thì sẽ có rất nhiều những cái xu hướng khác nhau. Mình chỉ có hai cái ví dụ như thế này để mọi người cân nhắc ở trong thực tế nhé. Này, khi mà mọi người gặp một cái người ăn thịt chó đi, thì nó sẽ có hai cái ý kiến. Một là ông này ông ăn thịt chó hết sức là bình thường. Hai ấy là ông này ông ăn thịt chó ghê, những cái người mà người ta không ăn hay là người ta như thế nào, tàn nhẫn, ông này ông ghê, ông này ông lạc hậu, ông này ông ấy thế này thế kia. Có hai cái suy nghĩ như thế. Đấy là nếu mà gặp một cái người ăn thịt chó. Còn trong cái trường hợp thứ hai là gặp một người không ăn thịt chó, thì nó có hai cái, cũng có hai cái suy nghĩ. Là một cái là cái suy nghĩ này, sao cái ông này không ăn thịt chó nhỉ, ông kiêng ông sợ gì. Người ta chỉ suy nghĩ như thế thôi, ông kiêng hay ông sợ cái gì mà ông không ăn. Hai nữa là ông này không ăn thịt chó là tốt đấy, tôi cũng không ăn. Tức là có hai người nhá, một gặp một người không ăn thịt chó thì sẽ có hai cái luồng ý kiến của một người ăn thịt chó và một người không ăn thịt chó suy nghĩ về cái ông này. Là một người ăn thịt chó thì bảo không sao, cái ông này ông không ăn thịt chó ngon thế mà không ăn phí cả cuộc đời, giả sử như thế. Còn cái người mà không ăn thịt chó thì bảo ui giời, đây ông này được có một cái tương đồng với tôi, chắc là cũng có những cái suy nghĩ giao tiếp này kia, cũng có cửa để có thể chơi được với nhau. Bởi vì thực sự mà nói, những cái người lựa chọn không ăn thịt chó là ít nhất ở trên cái phương diện suy nghĩ, nếu mà người ta là người lựa chọn nhé mọi người nhé, chứ không phải là nó theo truyền thống gia đình, người ta là người lựa chọn, người ta ăn được, trước đây người ta ăn hoặc người ta chưa từng ăn, nhưng người ta hoàn toàn ăn được. Mình đang nói là ăn được nhé, và ăn ngon nhé, và người ta bỏ, người ta lựa chọn không ăn, thì cái người đấy chắc chắn phải có một cái tầm suy nghĩ nào đấy rồi. Chứ nó không phải là, còn cái người không suy nghĩ gì kệ, cứ thế ăn thì nghĩ là cái gì nhớ mạch đầu đấy. Thì những cái người như thế, người ta sẽ có một cái nhìn nhận đánh giá về nhau. Đấy, mình nói là với hai cái trường hợp là như thế. Thì với cái người ăn thịt chó và cái người không ăn thịt chó hiện tại bây giờ ở Việt Nam, thì khi mà luôn luôn với một người ăn hay một người không ăn, một cái hành động ăn hay không ăn, thì tất cả những người xung quanh của chúng ta nó sẽ cứ xoay quanh ở hai cái suy nghĩ ấy, và nó tác động đến chúng ta ở cái việc các mối quan hệ rồi này kia rất nhiều thứ, hay là nó ảnh hưởng tình cảm, người ta nói ra mặt hay là người ta chê ra mặt hay người ta khen ra mặt, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của chúng ta, nó ảnh hưởng đến các cái mối quan hệ về sau, nếu mà quý mến nhau hay là bảo ủi số này tránh sao này ra khỏi chơi thế này thế kia, rất nhiều thứ. Thì cái nhãn tiền là cái nó đã có cái tác động đến cuộc sống của chúng ta rồi, và cái tác động dành cho người mà không ăn thì có lẽ là nó tốt hơn đấy, như mình vừa nói xong.
Còn cái về cái tâm linh lâu dài thì cái đấy thì mỗi người một kiểu, nhưng mình cũng đã chia sẻ với mọi người là cái hai cái đạo coi như là Á Đông của Việt Nam thì đều rất kiêng, là cấm kỵ cái việc ăn thịt chó, là đạo Mẫu và đạo Phật ở Việt Nam, là hai cái đạo đều như thế. Còn ở đạo Thiên Chúa thì người ta chẳng có nói về cái việc là ăn hay là không ăn. Ăn hay không ăn là con người có toàn quyền quyết định. Con người có toàn quyền quyết định với tất cả mọi thứ ở trên cái trái đất này. Đấy là theo đạo Thiên Chúa. Toàn quyền quyết định với tất cả mọi thứ ở trên trái đất này. Nói là Kinh Thánh nói là toàn quyền quyết định nhé, chứ không phải toàn quyền ăn. Quyết định là việc ông nuôi ông thịt nó hay ông nuôi ông không thịt nó, đấy là do ông. Chứ không có ai, chứ không có, có ở trong đấy người ta có nói là toàn quyền quyết định là toàn quyền ăn đâu, đâu phải như thế. Ông quyết định nuôi nó là bạn, ông quyết định ông nuôi nó gần gũi và ông không ăn thịt nó thì là ông không ăn thịt nó thôi, chứ có ai nói là cái việc ăn không. Cho nên là rất nhiều bạn ở bên đạo, mình là một cái người theo đạo Thiên Chúa, nhưng mình thấy rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa là có cái suy nghĩ là theo cái kiểu suy diễn, mà mình không hiểu nổi tại sao lại có cái suy nghĩ đấy. Khi mà suy diễn là trong Kinh Thánh là nói là về cái việc là con người là có toàn quyền quyết định đến mọi loài thụ tạo ở trên mặt đất, tức là mọi loài thực vật và động vật ở trên mặt đất có quyền quyết định nhé, chứ không có phải nói là có quyền ăn. Ông có quyền ăn, ông ăn cây gỗ đi đấy, ông có quyền quyết định với cả những cái cây thông, với những cả cây xà cừ, với cả bao nhiêu loại cây đấy, tại sao ông lại ăn cây cải, ông ăn cây rau cải, ông ăn cây rau muống, ông ăn cây ông ăn lúa gạo mà ông không đi ăn cây gỗ đi. Có cái ăn, có cái không ăn, rất nhiều loại có thể ăn được, loại này ngon, loại này không ngon, loại này chỉ dùng để trang nấu, loại kia thế này thế kia. Thì đấy là mình, nó không có phải là nó giống nhau, nhưng mà đấy để cho mọi người thấy là cái gọi là cái câu nói là có quyền quyết định với cái việc có quyền ăn, nó khác nhau, nó chả liên quan đến nhau. Quyết định ông xử lý như nào là cái việc của ông, chứ đâu có ai khuyến khích cái việc ông ăn thịt chó trong đấy mà cứ lôi cái câu ấy ra để mà là ăn thịt chó với quay đấy. Nó như là thấy ở bên đạo Mẫu với lại ở bên đạo Phật, người ta kiêng, người ta cấm kỵ không ăn thịt chó bởi vì con chó nó là cái con vật trung thành, hay là thế này thế kia, thì lại như là mình là cái người tiến bộ lắm, người ta không ăn, người ta kiêng, người ta sợ, còn mình chả sợ cái gì mình ăn. Cái đấy là nó là một cái, nó chả liên quan đến nhau. Cái suy diễn, cái việc ăn hay là không ăn thì suy nghĩ của mỗi người. Nhưng mà có những cái thứ là các cái tôn giáo khác có thể là người ta còn tiến bộ hơn. Nên người ta kiêng, người ta không ăn là người ta tiến bộ quá đi chứ không phải chỉ là tiến bộ vừa. Và cái đạo Mẫu ở Việt Nam thì bây giờ nó ít rồi, bây giờ ít nhưng bây giờ mới bắt đầu khôi phục lại. Bây giờ thì chủ yếu là tôn giáo không, nhưng mà thực ra mà nói thờ cúng tổ tiên đấy nó chính là đạo Mẫu đấy các bạn. Và cái thờ cúng tổ tiên chẳng ai cúng tổ tiên thịt chó cả. Ở trên mâm cúng tổ tiên có thể là cái mâm cỗ hàng ngày đưa lên, một cái mâm cỗ sắc để đưa lên cúng tổ tiên. Nếu mà theo cái đạo gọi là đạo của người Việt Nam là đạo thờ cúng tổ tiên, chính là đạo Mẫu, thì chẳng có ai đi sắp thịt chó để đưa lên cả. Thường là gà, lợn, hay là cúng cơm ngày giỗ này kia, đâu có ai thấy có ai cúng thịt chó đâu. Cái thứ đấy là cái thứ bị cấm kỵ ở cái việc ở trong cái đạo đấy, nó đặc sản thế, nó thế này thế kia, xong cúng thì người ta có thể cúng rất nhiều thứ khác, chứ không phải là không. Người ta có thể làm cơm rất nhiều món khác để người ta cúng lên, thắp hương xong ông bà tổ tiên xong rồi uống mới bỏ xuống ăn, nhưng người ta lại không cúng thịt chó, người ta không có cho thịt chó đấy trên đấy cả. Mình thì mình chưa thấy, mà cũng chẳng không thấy ai khuyến khích, còn có thể có nhà nào đấy người ta cúng thì mình cũng chịu, nhưng chắc nó là một cái con số vô cùng ít thì. Và người ta cũng không biết được là trong cái đạo Mẫu là cái đạo thờ tổ tiên đấy, là cái đạo Mẫu
là một cái ở trong đạo mẫu là người ta cấm cấm kỵ việc ăn thịt chó. À, cũng tương đối là dài rồi. Thôi, hôm nay tiện nói chuyện với mọi người một chút. Bây giờ là 1 giờ kém 15, tức là video 30 phút rồi. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp cho được một vài bạn, một vài chục bạn hay một vài trăm bạn có cái suy nghĩ, cân nhắc và lựa chọn lại bỏ không ăn thịt chó nữa nha. Và mọi người đồng thời mọi người xem cái video ba lý do không ăn thịt chó mà mình đã post lúc trước. Cái video đấy nó giúp có thể là nó nhắc nhở vài chục người hay là vài trăm người có cái suy nghĩ lại nhé, chứ mình không nói ảnh hưởng đến quyết định, suy nghĩ lại và tự mình cân nhắc xem là con nên ăn hay là không ăn. Và cũng có rất nhiều người đã nói với mình, nhắn tin với mình là cái việc là em không ăn đấy, em xem xong rồi em suy nghĩ lại, em không quyết định em không ăn nữa, và vợ em cũng không ăn, hay là người yêu em cũng không ăn, hay là thế này thế kia. Và mình khẳng định một điều là khi một người mà đã không ăn đấy, mà trong gia đình của mình mà biết là mình không ăn nhé, thì cái món đấy sẽ không xuất hiện ở trong bữa cơm gia đình nữa, hoặc nếu có thì nó chỉ là một cái góc nhỏ thôi. Bởi vì khi mà bạn không ăn một thời gian là mình sẽ khẳng định với các bạn là nếu các bạn là một cái người nuôi chó và các bạn từ bỏ, các bạn không ăn một thời gian thì sau các bạn nghĩ, các bạn nhìn thấy ở trong cái mâm cơm mà nó có món các bạn ghê, các bạn có thể các bạn muốn đứng dậy luôn, các bạn không muốn ăn. Và khi như thế nó sẽ ảnh hưởng trong bữa cơm gia đình thì mọi người sẽ tránh ra, ở trong một gia đình mọi người sẽ tránh ra, mọi người sẽ không ăn nữa. Nó sẽ làm cho rất nhiều người kéo theo là bỏ qua cái món đấy. Thì hy vọng là cái video này nó sẽ có nhiều hơn những cái người mà sẽ có một cái cơ hội là xem được và được nhắc nhở và lựa chọn lại về cái việc ăn hay là không ăn. Và cái đấy nó tùy thuộc vào cái số lượng người nhiều hay ít mà được nhắc nhở, nó tùy thuộc vào cái việc mọi người xem, mọi người có chia sẻ video hay không. Mọi người chia sẻ video thì có thể bạn bè sẽ có nhiều người tiếp cận được và xem được, có một cái cơ hội để mà mọi người suy nghĩ lại, suy nghĩ lại thôi. Còn cái việc lựa chọn người ta như thế nào thì ok, từ cái lựa chọn của người ta, mình cũng sẽ có những cái tự mình đó, mình sẽ có những cái đánh giá, những cái cân nhắc của mỗi người và có những cái ứng xử phù hợp. Còn trên tinh thần tôn trọng, tất cả chúng ta đều trên tinh thần tôn trọng việc ai người ấy làm. Ông này ông thích ăn, ok ông ăn đi. Ông này không thích ăn, ok ông không ăn. Ông kia thích ăn, ok ông kia ăn. Tôi không ăn là tôi không ăn, thế thôi. Đấy là cái trên cái tinh thần tôn trọng. Nhưng cái sự nhìn nhận của chúng ta với cái người ăn hay người không ăn, tôi khẳng định với các bạn nó sẽ có cái sự khác nhau. Tôi khẳng định với các bạn là khi mà các bạn đã lựa chọn lại thì các bạn sẽ nhìn nhận nó sẽ khác nhau. Và khi mà các bạn không ăn được ấy, các bạn bỏ, các bạn không ăn và các bạn không muốn nhìn thấy nó ở trước mắt mình ấy, thì cái sự giao lưu với cái người mà cái món thịt chó là món khoái khẩu nó sẽ ít đi. Bởi vì khi họ gặp các bạn ở trong bữa ăn thì thường là sẽ có món thịt chó là các bạn không muốn tham gia. Ok. Cái người mà không ăn các bạn có thể giữ nguyên cái tần suất hoặc tăng lên, cái đấy là tự nhiên nhé, chứ không phải các bạn cố ý đâu. Nhưng rồi tự nhiên nó sẽ như thế, nó sẽ có một cái sự tác động, thành ra là với những cái người bạn mà thân thiết của mình ấy, thì tôi sẽ chia sẻ đây để cho chúng nó xem, để cho chúng nó có một cái sự cân nhắc suy nghĩ. Còn nếu mà mình đánh giá nó là cái người vô tâm rồi thì ok, bữa ăn tránh nó ra, nếu mà có thịt chó thì tránh nó ra. Còn nếu mà mình ok, mình bỏ qua được, mình vẫn ngồi đấy mình ăn thứ khác thì ok, nhưng thực ra nó không vui lắm đâu. Nếu mà họ có cái suy nghĩ lại và họ lựa chọn lại, và mình nghĩ là tất cả những cái người nếu mà thực sự mà nói là những cái người mà có cái tình yêu thương đấy, có thể nói là như thế, suy nghĩ cân nhắc
một chút thì chắc là sẽ bỏ không ăn đấy, hoặc là sẽ không chủ động ăn, không chủ động lựa chọn. Còn vào mâm thì có thể là vì cái này vì cái kia để cho không khí với mọi người khác thì có thể người ta vẫn cố, nhưng chủ động lựa chọn thì người ta sẽ không chủ động lựa chọn, thì thế là tốt rồi. Cũng giảm bớt đi được phần nào, còn tốt nhất thì là từ bỏ. Thì đấy, mọi người chia sẻ video. Và ai mà thích ăn thịt chó đến mức mê mẩn mà nghe mà vẫn phản đối thì mọi người để lại ý kiến đi. Mọi người để lại cái ý kiến của mọi người, tại sao mọi người thích ăn và nó có cái gì nó tốt đẹp, nó ghê gớm đến cái mức nào đây mà phải quyết liệt phải ăn nó cho bằng được, hay như thế nào đấy thì để lại đi, rồi mình sẽ có một cái phần ba, mình sẽ bỏ chút thời gian ra để mà mình đọc rồi thế này thế kia liên quan đến những cái ý kiến của mọi người, để sẽ làm một cái video tiếp về cái phần lựa chọn bỏ hay là ăn thịt chó. Mọi người cứ cho ý kiến. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký theo dõi Rockefeller GV. Đây, video này là một video bên lề. Mọi người theo dõi Rockefeller GV là mọi người có thể tham khảo các video về chăm sóc chó, về giống Rockefeller, về chăm sóc chó nói chung, và ngắm chó cho vui. Ok, Siro lên đây, Siro lên đây, lấy đây, lên đây, Siro, nào, lên đây, merci này, lên đây, nào, lên đây nào, đang ngủ lười ấy, nào, ngoan thì lên đây, đứa nào ngoan ra đây nào, con Yubi ra đây xem nào, Yubi ra đây, Siro lên đây, merci này, lên. Rồi đấy, để cho mọi người thấy là dù con chó nó đang ngủ, mắt nó đổ hoe, mắt nó đổ hoe, nhưng mà chủ gọi là nó nẻ lắm nó lên, chứ còn người gọi người mà đang buồn ngủ ngáy ngủ không lên đâu, nhưng con chó nó yêu chủ thì nó lên, để mọi người thấy được là cái giống chó là nó có những cái điều rất là đặc biệt. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Rồi, hai đứa nắm thì hai đứa xuống dưới đi, xong rồi lên chào một tí. Không thể làm được đấy. Để anh tắt máy quay đi nào.